Thưa quý vị, sáng nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, trọng tâm là tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, chủ trương chính sách về quân sự quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Kết quả thực hiện 16 nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương xác định từ đầu năm. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 2024 là thời gian rất quan trọng để chúng ta tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Và tháng 12 năm nay, chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và tổ chức triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2. Tôi đề nghị các đại biểu đánh giá một cách khách quan kết quả của đơn vị mình, nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, không vì thành tích mà né tránh khuyết điểm, nêu cao tự phê và phê bình, tập trung làm rõ những hạn chế khuyết điểm, xác định rõ những nguyên nhân trách nhiệm của từng cấp, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của từng cơ quan đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền lời hỏi thăm chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới hội nghị và toàn quân, mong muốn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm cao hơn thành tích 6 tháng đầu năm và kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi và nhấn mạnh tình hình càng phức tạp thì nhiệm vụ quân sự quốc phòng càng nặng nề, khó khăn thách thức càng nhiều hơn. Thủ tướng đánh giá trong bối cảnh đó, quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vai trò rất quan trọng và những kết quả khá toàn diện của đất nước. Là các đồng chí đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Nhấn mạnh cái này là đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định. Trước hết là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, về quốc phòng. Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ, nhất là vấn đề biên giới, biển đảo, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng. Chủ động nghiên cứu đề xuất nhiều chủ trương chính sách lớn đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trước mắt và lâu dài. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân đợt thi đua cao điểm chủ đề tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội. Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2024. Từ đó góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Căn cứ nội dung chỉ tiêu thi đua do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, các cơ quan đơn vị các cấp trong toàn quân cụ thể hóa sát với chức năng nhiệm vụ, phát động ký kết giao ước thi đua và tổ chức đợt thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Kết thúc đợt thi đua cao điểm, tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng cùng với tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thank you.